chuông vào cổ mèo. Một con mèo rất hung dữ, tiêu diệt gần hết lũ chuột. Bởi vậy, họ hàng nhà chuột không dám rời khỏi hang. Chúng bay sẽ không bao giờ thoát khỏi móng vuốt của ta. Một hôm, mèo có việc phải đi xa, bầy chuột đã họp nhau lại để tìm cách đối phó. Chuột bô lão tiến về phía trước và nói: bằng bất cứ cách nào, chúng ta phải thoát ra khỏi sự săn lùng của lão mèo để có thể tự do đi lại. Cứ mãi trong hang tối thế này thật là chán. Chuột cận thị nhanh nhảu đáp: chúng ta hãy làm một cái lối đi nhỏ mới, lão mèo sẽ không thể tìm được. Cách này không tốt đâu, lão mèo sẽ đánh hơi và dễ dàng tìm thấy chúng ta thôi. Vậy phải làm cách nào? Hay là chúng ta ở lại nơi này luôn? Đồ ngu, ở mãi nơi này thì lấy cái gì mà ăn hả? Vậy là đám chuột đã nghĩ ra đủ mọi cách để đối phó với con mèo, nhưng vẫn không có ý kiến nào khả quan trong cuộc họp. Nếu không tìm được ý kiến nào hay, thì chúng ta phải rời khỏi đây để tìm cuộc sống mới, tránh xa tên mèo hung ác đó. Chuột út bước tới và nói một cách chắc chắn: ha ha, mọi người đừng lo, tôi vừa nghĩ ra được một kế hay lắm. Cả đám đều hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía chuột út. Được lắm, chúng ta phải tiến lên, bằng mọi giá phải chiến thắng lão mèo. Đúng vậy, cái tốt nhất là chúng ta hãy tìm một cái chuông đeo vào cổ cái giống hung ác ấy. Cái chuông ư? Đúng vậy, một cái chuông để đeo vào cổ lão mèo. Khi nào hắn đến, nghe thấy tiếng nhạc, chúng ta biết đường chạy trước. Mọi người thấy ý kiến này thế nào? Tất cả bọn chuột đều gật gù tán đồng ý kiến mới mẻ của chuột út. Ừ, đó là một ý kiến hay đấy. Cuối cùng cũng đến lúc chúng ta được tự do. Tất cả bọn chuột đều vui sướng, hạnh phúc. Ngay lập tức, chuột bô lão lại cất giọng: nhưng ai sẽ là người đeo cái chuông vào cổ con mèo đấy? Đương nhiên là không phải ta, vì ta đã già và chậm chạp quá rồi. Bàn tán mãi, chẳng ai chịu làm việc nguy hiểm này. Cuối cùng, đành phải giải tán hội nghị. Được ăn ngon nữa là khác. Mèo mướp hào hứng nói: thế thì ngày mai các cậu rủ tớ cùng đi học với. Thế là từ hôm ấy trở đi,